Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Có bạn hỏi mình chọn cái giống bơ nào cho mình trồng cho thích hợp ở nhà của mình. Và có nhiều bạn hỏi là thấy người ta bán bơ không hột, nhưng mà mình chọn cái giống nào mà để được có một cái trái bơ mà trồng mà không có hột. Thì cái này rất là quan trọng luôn các bạn. Thì bây cho các bạn xem để mình biết cái giống nào để mình về mình trồng cho đúng và theo cái sở thích của mình nha. Hôm nay My đang ở Home Depot cho các bạn xem một vòng, mời các bạn xem cho vui ha. Đang sale cái cây này có một đồng 50 cent này nha các bạn. Giá bình thường của nó là 2 đồng 48. Sale được một đồng. Mấy chậu cúc này dễ thương quá nè. Nhỏ nhỏ gọn gọn. Một đồng rưỡi cho một chậu. Đây là cái hoa quệ đỏ nè các bạn. Cái quệ này đẹp á, mà củ này người ta đã làm sẵn, người ta đã bọc cái wax ở ngoài rồi đó, cho nên mình trồng mình không cần săn sóc gì hết trơn á. Mình về mình để vậy ở trên bàn là nó vẫn sống, hoặc là mình bỏ vô cái gì mình thích cũng được. 12 đồng 98 cho một củ. Một củ này nó cũng nhiều bông lắm nha. Nó, một củ nó sẽ ra được vài nhánh, mà mỗi nhánh á, thì nó rất là nhiều bông trên cái nhánh đó. Cái loại này thì My cũng thích nè, tết chân cái này đẹp. Cái này khi nào các bạn chân mà tới bông nó tàn á, thì mình cắt xong rồi cái mình để làm giống cái củ này luôn. Mình bỏ ra ngoài trời là từ từ là nó thành một bụi rất là nhanh luôn á. Cái giống này cũng khó mất giống lắm nha. Khi mình có cái này rồi là nó sống hoài, nó không có chết, mà nó cũng ra được nhiều cây, nhiều bông, nó nhảy nhanh lắm. Cái cây này trồng cũng giống như cái cây trinh nữ hoàng cung vậy đó các bạn. Rất là dễ săn sóc mà dễ ra bông. Bây giờ các bạn xem cái cây bơ nha, avocado. Cái giống này nè các bạn, cái giống này là phua tề. Cái loại này á là nếu mà mình trồng bình thường á là nó có hột, chứ không phải là không có hột nha các bạn. Nếu mình trồng bình thường, thụ phấn, ong bướm đồ đầy đủ hết thì nó vẫn có hột bình thường. Nhưng mà đặc biệt cái giống của cái tên này nè, cái giống tên phù tề này nè, nếu mà các bạn trồng mà vùng của mình giống như là mình chỉ trồng có một cây duy nhất thôi, không có cái cây thêm nữa để cho nó ít phấn á, xong rồi ong bướm cũng rất là ít, không có nhiều ong bướm mà để nó giúp cái cây này nó thụ phấn được, thì nếu như mà những cái giống khác á, thì nó bình thường nó vẫn có trái hoặc là nó rụng trái. Nhưng mà đặc biệt với cái giống này nè, khi mà nó có ra bông rồi mà nếu không có thụ phấn được á, ong bướm không có lại đậu để thụ phấn từ cái bông này qua bông kia được, thì tự động những cái bông đó, đó nó sẽ thành trái. Nhưng mà cái trái nó ra đó, nếu mà được thụ phấn thì trái nó ra là nó sẽ có hột, còn không được thụ phấn thì trái nó ra nó sẽ nhỏ hơn cái trái bình thường một chút và nó không có hột. Như mình cắt ra là cái trái bơ là nó ốm nhôm, nó dài thôi chứ nó không có một cái hột nào ở trong cái trái này hết á. Thì mình trồng thường một cây á thì là không phải là cái trái nào cũng là được thụ phấn hết, cho nên có thể là một bên là không có hột, một bên là có hột. Nói chung là những cái giống như một đám vậy đó, đám nào mà được thụ phấn á, thì nó có bình thường có hột, còn cái đám nào mà không được thụ phấn thì nó ra là toàn là những cái trái bơ không có hột không à. Thì đây là cái cách mà mình muốn có được cái trái bơ không hột. Thì nếu mà mình nói về ăn á các bạn, thì cái trái bơ có hột với cái bơ không hột thì mình ăn nó cũng giống nhau trên cái cây này. Còn khi mà mình được cái trái bơ không hột rồi thì mình cái lợi ích của nhiều người thích á là nó trái nó hơi nhỏ hơn, và mình cắt ra mình ăn á là mình ăn hết một trái, hoặc là mình cần làm gì đó thì mình lấy cái trái nó nhỏ nó vừa thì mình ăn, mình không có cần phải giống như nhiều khi mình ăn có nửa trái, còn nửa trái mình phải bịch lại mình cất. Thì cái trái bơ này nó nhỏ nó vừa cho nên nhiều người rất là thích, và nó cũng không có hột nên nó làm cho mình dễ lấy đồ hơn. Cái cây này nè là 30 đồng, 29 đồng
29 đồng 98 ngàn. Thì hôm nay mình thấy cho các bạn xem ha. Đó là chỉ có cái giống này nè. Người ta bán thì rất là nhiều, nhưng mà các bạn nào cần thì mình mua cái giống này. Cái cây này nó cũng bằng ngón tay trỏ đó. À, được cái giống bơ không hột này nè. Mà nếu mà mình muốn nguyên một cây mà bơ không hột hết á, thì nó không có. Chỉ khi nào mà giống như My nói lúc nãy, không có được thụ phấn thì nó mới được cái trái bơ này. Và My không biết là nếu mà mình ra bông xong rồi mình không cho ông thụ phấn, mình lấy bịch ni lông mình bịch lại hết, thì nó có được ra những cái trái bơ không hột hay không, thì cái đó mình không biết. Nếu các bạn nào có cái giống này thì mình làm thử ha. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thấy, với cũng có các cô chú kinh nghiệm đã chia sẻ với My á, thì cái giống bơ hiệu này mình mới trồng ra được trái bơ, mình trồng mà không có hột. Thỉnh thoảng ở các chợ giống như Whole Foods rồi các chợ giống như hơi đặc biệt chút, thì lâu lâu người ta vẫn có bán những cái trái bơ mà không hột này. Thì nó nhỏ, nó không có lớn, nhưng mà khi nào các bạn thấy thì mình mua về mình ăn thử đi, mình coi nó ra làm sao. Thì có rất là nhiều người thích cái loại bơ không hột này. Thì cái này có nhiều người kêu bằng cocktail avocado hoặc là seedless avocado thì cũng là nó luôn đó các bạn. Thì bản chất của nó, mình nói rõ là không có phải là cái giống nó trồng không hột nha, nhưng mà do thụ phấn thiếu thì nó trở nên không hột. Thì hôm nay mình thấy ở Home Depot có đó, thì các bạn nào có cần thì mua, còn không thì mình có thể mua online ha. Rồi mình về mình trồng thì cũng là một cách mà mình cho ra được cái giống trái bơ mà không có hột. Ở đây có rất là nhiều loại giống bơ cho nên mình phải biết cái giống nào ngon. Cái này giống như là Anaheim Avocado nè. Thì có bạn cũng hỏi My là trồng cái bơ trong chậu được không á, thì hôm nay My thấy My cho các bạn xem luôn. Khi nào các bạn mua bơ ở các chỗ Mỹ sẽ có, nó có chữ này nè, thì là cái bơ mà mình trồng trong chậu. Còn bình thường là bơ trồng ngoài là nó rất là lớn, khó mà giống như khó mà để trong chậu được, rất là như cổ thụ vậy. Thì loại này là loại đẹp á, loại mình trồng trong chậu nó gọn nhỏ, nhánh ít, nó lâu lớn mà nó già từ từ á, giống như mình nói giống như bonsai để trong cái chậu vậy. Nó lùn, nó không có cao. Những cái cây bơ mà bình thường mà không có ghi chữ đó đó là mình trồng trong chậu nó rất là khó có trái. Nhiều giống bơ lắm luôn. Mosicola nữa nè. Nhiều giống bơ lắm cho nên mình phải biết mình thích giống bơ nào. Thường là giống bơ Hass này mình thích là tại vì nó giống như nó mình ăn nó ngon á, nó creamy mà hột nó nhỏ. Mà thứ giống bơ ở ngoài chợ hoặc là Walmart đồ bán á là giống bơ Hass này nè. Đây một thêm một giống nữa nè. Rất là nhiều giống bơ luôn. Cái lá bơ này là ăn hạ đường nha các bạn. Mình ăn sống đó, nó hạ đường. Nó giúp cho người nào mà bị tiểu đường đó, là mình ăn hạ đường á. Quá là nhiều giống bơ luôn. Thì hôm nay mới cho các bạn biết là cái giống này ha. Ít có đó nha các bạn. Nhiều khi đi chứ không có giống này. Lâu lâu mới có thôi. Bây giờ mới đang ở Home Depot. Ở trên đường MacArthur ở khu Việt Nam á các bạn. Sẵn đây mới cho các bạn xem luôn. Cái này là strawberry guava red strawberry. Cái loại này á, là ăn nó, người ta nói giống như cái ổi á, mà cái bằng ổi strawberry là ổi dâu, nó nhỏ 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 vậy đó. Rồi thêm nữa nè, cái ổi này là lemon guava. Đây cũng có nhiều loại ổi lắm các bạn. Ổi tropical pink nè, các bạn xem luôn. Cái cây ổi này nè, loại lớn này nè, white guava. Muốn lấy cái cây này để mình ghép cây khác thì các bạn có thể mua cái cây này. Nó một cây như là 35 đồng. Người về mình chặt ngang cái gốc như nè, rồi mình ghép cái cây nào ngon á mình ghép vô. Chứ giống ổi ở Home Depot bán thì phần đông là nó không có ngon các bạn ơi. Đây là thêm một cái giống nữa là loại táo. Táo này là cũng một loại táo mà táo đẹp á, để cho mình bỏ vô chậu á. Mình trồng á, nó
nó không có bị cao quá, mình trồng trong chậu được mà nó vẫn có trái, nó đẹp mà nó lùng cái cây táo á, để mình trồng trong chậu nó rất là tốt. Cho nên những cái cây mình trồng trong chậu thường mình phải biết là mình nên mua cái loại nào. Như cây táo này là 30 đồng, táo nó dễ sống, 20 độ F mà độ âm luôn á, F mà độ âm nó vẫn sống, cho nên nó chịu lạnh rất là nhiều luôn, tuyết đầy luôn mà nó vẫn chịu được. Có chỗ mình trồng cái này cũng được, trồng trong chậu. Ở đây cũng có nhiều bông hoa đồ đẹp quá chừng, để mình trưng trong nhà, nhất là mùa Tết thì cũng tiện lợi các bạn ha. Mấy cái bông này dễ thương quá chừng luôn nè. Mấy cái loại này mình trồng ở trong nhà cũng được, khi mà nó tàn bông hết thì mình đem ra ngoài để cho mùa sau mình vẫn trồng được luôn. Thấy thương quá, đầy đủ màu sắc hết luôn á. Mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem. Mình chúc cho các bạn trồng được tốt ha. Và mình chọn những cái cây nào mình thích và mình trồng cho được trái nhiều, trái ngon nha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản của My ha. Bạn thấy hay thì nhấn like dùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè những cái giống bơ hoặc là những cái cây đang ở herbivore nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.